Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio ạ. Dạ vâng, trước mắt các bác đây thì là những dòng chép rất là nổi tiếng của Pioneer và được sản xuất tại bên Nhật Bản. Dạ vâng, các bác cũng đã biết rồi, người Nhật người ta cũng rất là kỹ tính. Và những dòng chép này thì là những dòng chép mà sách tay từ ở bên Nhật Bản về. Và đây, các bác có thể nhìn thấy đây là những đôi chép cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là hay luôn. Đấy, đối với những bác chơi âm thanh thì cũng không lạ gì với những dòng thương hiệu Pioneer rồi. Thương hiệu Pioneer nó là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Dòng, vâng, và đây các bác có thể nhìn thấy đây là nam châm kép này. Đấy, chạy nam châm kép. Và có hai tụ điện. Đây, hai tụ điện đây. Đây ạ, hai tụ điện đây. Và quân cản bằng đồng đây. Quân cản đồng đây. Và ở đây thì đây chạm loa, các bác có thể chỉ cần bóp phát thôi, các bác cho dây loa vào là ok rồi. Chân loa này thì làm cũng rất là chắc chắn, được bắt ốc vít các thứ cũng rất là chắc chắn. Và cái vành bên ngoài này thì được làm nó to hơn một chút để bảo vệ những màng chép ở bên trong. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái lớp e-cang này. Đấy, cái lớp e-cang bằng sắt này cũng cực kỳ là chắc chắn luôn. Vâng, và với dòng chép này thì bên em đang bán với giá là 750.000 đồng một cặp các bác nhá, bao ship. Và ở bên Cốc Cốc Audio chúng em thì cũng hiện trên kênh chúng em cũng có rất là nhiều dòng chép khác nhau, như dòng chép Boss hoặc là dòng chép JBL bãi, cũng hàng của bên Mexico xách tay về. Thì các bác cũng có thể tham khảo ở trên kênh Cốc Cốc Audio chúng em. Dạ vâng, và đối với hàng Nhật và đối với những dòng chép Pioneer này thì em không cần phải nói nhiều nữa và em không cần phải quảng cáo. Thì các bác cũng đã biết được chất lượng của nó rồi. Bây giờ em xin kính mời các bác nghe thêm một đoạn nhạc nữa nhé. Dạ vâng, và đến bây giờ thì em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video, những sản phẩm mới tiếp theo ạ. Và bây giờ em xin khép lại video tại đây. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.